Hôm ấy khoảng 11 giờ đêm, hắn tạm biệt mẹ từ bệnh viện tỉnh để chuẩn bị lên đường về Hà Nội. Quãng đường khoảng 60 km mất tầm hơn một giờ lái xe đêm. Cầm điện thoại vuốt vuốt mở khóa truy cập vào Google Maps để tìm xem đường nào sẽ tiện nhất vì lúc này. Cũng không lo tắt đường nên vấn đề tốc độ không còn là điều cản trở sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho hắn. Được gợi ý ba cung đường, một đường ngắn nhất nhưng phải mất phí BOT, thầm nghĩ 80.000 không hề nhỏ mà thời gian giảm cũng không đáng là bao và một đường nữa trên map được gợi ý nhưng xa quá cuối cùng hắn quyết định lựa chọn đi đê không mất phí mà tương đối gần có điều hơi ái ngại là vì đường vắng và trời tối không đèn đường một mình độc đạo thì cũng khá buồn tẻ và có phần sợ hít một hơi rồi hắn rảo bước tìm xe tiếp cửa xe mở khóa hắn ngồi vào chiếc xe khởi động xe bắt đầu lăn bánh lừ lừ từ trong khu nhà xe thập cẩm lẫn lộn cả xe máy lẫn ô tô chật vật đánh lái tránh những chiếc xe máy dựng tứ tung rồi cắt ngang một chiếc xe ô tô Chút tí nữa thì cái gương xe bị vỡ vì hắn phải tránh nên va vào cột sắt trắng ngăn làm chiếc gương gập cụp lại hắn giật mình đánh vội tay lái. Chết tiệt, hắn buộc miệng, cuối cùng cũng ra khỏi nhà xe, hắn đi ngang qua phía sau khu nhà xác. Tối qua hắn lẩm bẩm, quái, chỗ này sao không bật cho người ta cái đèn cao áp, thực ra cái đèn cao áp vẫn có nhưng lập lòe lúc được lúc không. Hắn đi được một đoạn nó lại nháy nháy sáng rồi tắt ngóm, xe hắn vừa qua thì nó lại sáng rồi lại tắt. 10.000 em ơi, ủa có 10.000 thổi ạ à, gửi anh 20 luôn ạ, à. cảm ơn anh nhé. Cảm ơn em, cảm ơn nhé. Anh bảo vệ đưa hai tay nhận lấy tiền. Hắn trả tiền cho anh bảo vệ thầm nghĩ, rẻ thật. Nếu ở Hà Nội chắc hắn mất tới dầm chục thậm chí cả trăm nghìn rồi. Dù sao ở thành phố tỉnh lẽ có khác. Nếu giờ này ở Hà Nội chắc gì còn chỗ đổ xe cho hắn ấy chứ. Chợt hắn cũng giật mình vì quang cảnh bệnh viện bỗng u ám đến lạ kỳ so với thành phố thì giờ này bệnh nhân với người nhà vẫn đi lại tấp nập mua đồ ăn đêm. Ấy vậy mà ở đây 2-3 giờ giờ mà như thể đang 3 giờ sáng hắn vội kéo kính lên vì thì làn gió lạnh kèm mưa phùn hắt vào mặt hắn chợt rùng mình nhận ra hôm nay lạnh quá trời bắt đầu chuyển sang lạnh đột ngột lúc này mới nghĩ đến lời mẹ hắn dặn đi dặn lại cẩn thận hôm nay trời lạnh lắm đấy mà lúc đó trong phòng nóng bừng bừng nên những lời quan tâm của mẹ trở lên vô nghĩa xe đi được một đoạn đường khá dài băng qua mấy ngã tư đèn đỏ nhưng chỉ thấy tín hiện đèn vàng nháy nháy rồi đi qua một đoạn đường đất hắn bắt đầu rẽ vào con đê tối thôi hắn liếc mắt nhìn đồng hồ hai ba giờ ba phút phút Màn hình Google Maps trên xe vẫn hiển thị đoạn đường với chỉ dẫn hành trình còn 55 km với thời gian ước lượng là 1 giờ 09 phút. Cùng với phía trước là những khúc cua ngoằn nghèo của con đê. Đến ớn lạnh, định quay đầu chuyển hướng nhưng hắn vẫn dằn lòng. Chẳng có gì mà phải sợ mình đang ngồi trong một con chiến mã cơm mà sao phải xoắn. Quan sát hai bên đường những cục mốc trắng thoăn thoát thi nhau chạy thuộc lại phía sau hắn và xe. Những ngọn tre cả một rặng phía ngoài đê sông Hồng Rít lên từng hồi quốc bên này đập ngược bên kia theo cơn gió mùa đang ập về từng hồi như đang tức giận trút xuống cây đồng loại, còn bên tay phải hắn là những cánh đồng bát ngát tối thui hẳn chẳng biết là giống cây gì nữa. Nhưng nó cao thấp nhấp nhô xa xa vài ánh đèn heo hắn lát đát vài ngôi nhà chắc người ta cũng đã đi ngủ hết rồi. Hắn cảm giác như thế giới đã đi ngủ hết chỉ còn hắn một mình cô đơn trong đêm. Ôi, gì thế kia, hắn tái mặt, bụng nhũng chân tay luống cuốn chật tăng ga xe giật mạnh tăng tốc lao về phía trước. Qua gương chiếu hậu hắn nhìn thấy phía sau xe có vạt áo trắng mốt đang phần phật đuổi bám sát theo xe. Càng phi nhanh thì nó càng tiến tới bay qua bên trái lộn lại bên phải, vì an toàn cho mình hắn không thể quay đầu lại để quan sát mà chỉ có thể tiếp tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu theo dõi. Phía trước hắn đèn pha, sáng rực, nhưng phía sau đèn chiếu hậu tối quá chỉ có màu đỏ huyền ảo phản chiếu qua kính trắng gió sau. Hắn ước lúc này xe có đèn pha như phía trước thì hắn sẽ bật hết các loại đèn. Tiếng u mỗi lúc một mạnh hơn gió bắt đầu rít vào tai hắn, lạnh gái hắn nghĩ. Không ổn, hắn bật đèn nội thất trong xe, giảm ga quay hẳn đầu lại phía sau quan sát chợt nhận ra kính của một chiếc cửa xe chưa được kéo hết vẫn còn hở khoảng 5 phân, vội bấm nút kéo kính lên tiếng rít của gió ngừng hẳn, quan sát lại lần nữa thì ra cái vạt áo trăng kia chỉ là tưởng tượng, đó chỉ là bịch giấy để phía sau xe mà mấy đứa con của hắn hay rút ra thường vẫn dư vài cái khăn giấy nhô lên, kính trắng gió hở lên gió lọt và xe gió quẩn làm giấy bay loạn soạn, và gió mùa nên cũng làm hắn thấy ớn lạnh, lấy một hơi dài hắn bình tĩnh tiếp tục trấn an mình đang cưỡi một con chiến mã, xe bọc thép cơ mà sao phải xoắn, tắt đèn nội thất của xe, hắn tiếp tục hướng về phía trước, vẫn rằng tre vẫn cánh đồng lát đác có vài cây cổ thụ mà hắn đoán là cây gạo làng, trời vẫn tôi thui, thui của những ngày cuối tháng âm lịch, cái bầu trời không một ngôi sao mưa phùn vẫn lất phất lấm lem, kính trắng gió phía trước, vài giây lại một lần quẹt quẹt cần gạt mưa quẹt quẹt, để đảm bảo an toàn hắn buộc phải bật pha vì đi cao hơn cánh đồng đến cả chục mét mà đường thì ngoằn ngoèo như con rắn đang trường đi trên mặt nước nghĩ đến vợ giờ này đang đợi hắn ở nhà chắc cùng với hai đứa con vẫn chưa ngủ được, nhưng cũng sẽ ngủ trước khi hắn về thôi vì phải hơn 12 giờ rưỡi đêm may ra hắn mới về được. Chợt điện thoại nháy nháy sáng, chế độ không làm phiền làm cho điện thoại của hắn không phát nhạc nhưng màn hình thì đang nháy nháy. Đồ nàng trăm đang gọi, đồ nàng trăm đang gọi, trong danh bạ thì đây là số điện thoại của vợ hắn, Nhắc điện thoại vuốt ngón tay, áp điện thoại vào tai, anh đây, anh đi được một lúc rồi mấy mẹ con cứ ngủ trước đi nhé, tầm một tiếng nữa anh về đến nhà, yên tâm không sao đâu mẹ khỏe rồi, còn anh ở lại bệnh viện cũng không ngủ được, bố ở với mẹ là yên tâm nhất rồi, hắn vội tắt và ném cái điện thoại sang ghế phụ. Mắt rướm về phía trước vì phát hiện phía trước đang có bóng dáng người đang đi xe đạp hát lại phía sau là phản quan hình tam giác màu đỏ. Xe hắn rất nhanh vụt qua chỉ kịp hình dung một người đi xe đạp phát theo bình đánh cá điện và chỉ cần đánh cá lóc cốc đạp xe. Khổ giờ này vẫn còn đi đánh cá, sao không ở nhà chăn ấm đệm êm nhỉ? Trên màn hình hiện thì còn 48 km ước lượng khoảng 50 phút nữa. Đoạn đường đây này khá đẹp và mới làm nên hắn phi nhanh, liếc sang màn hình bên cạnh tốc độ lên tới 75 km trên giờ vụt qua chiếc cầu là một trạm bơm cấp nước. Hắn thầm nghĩ, mục tiêu của ông đánh cá chắc là tới đây, quá giờ mà vẫn còn tới đây để đánh cá thì 2 giờ sáng mới về à. Hay ông ta còn đi soi ít nhái, rồi phía trước có một ánh đèn xe máy có vẻ đây là chiếc quay alpha. Hắn thấy hai người đèo nhau, người ngồi sau khoác trên lưng một cái tải và một tay cầm một cây gậy nếu không nhầm thì đó là một cây xích chó loại bằng sắt chắc chắn và rất dài vẫn còn dây thòng lọng thọ ra như trực trời thắt của ai đó. Hắn rùng mình nhận ra đây là hai kẻ trộm chó. Trên lưng bao tải đang phập phùng có vẻ như là một chiến lợi phẩm chúng vừa cướp được. Xe hắn băng ngang qua hai kẻ này chợt thằng cầm lái nhìn soi mói vào trong xe. Rất may bên ngoài xe hắn sáng hơn bên trong nên hắn nghĩ bọn này không thể biết được trong xe đang chỉ có một người cô đơn, một kẻ độc hành trên con đường đê lạ lẫm. Hắn dí thêm ga xe lao mạnh về phía trước, vượt qua hai kẻ lạ mặt mà hắn vẫn còn hình dung kẻ phía trước khuôn mặt có vết sẹo khá to nghĩ nếu như hôm nay hắn cũng đi xe máy thì chắc là hắn sẽ bị hai thằng này xơi tái rồi lắc đầu quay về gương chiếu hậu bên ngoài xe quái sao xe mình không gia tăng khoảng cách với hai thằng kia thế chiếc đèn xe máy mỗi lúc một gần có vẻ như xe hắn đang bị đuổi theo mà bị đuổi theo thật còn gì nữa chiếc xe máy rú mạnh ga mà ngồi trong ô tô hắn còn nghe rõ sợ hãi nghĩ đến việc bị cướp xe ô tô, thế quái nào phía trước đoạn đường đầy ổ gà với các bãi đá đang đổ ngang dọc bừa bãi, đường chật sóc liên hồi, xe bắt đầu ồn ào với độ sóc của mặt đường, bắt đầu vào đoạn cua hắn buộc phải giảm tốc, hai kẻ lạ mặt nhanh chóng bắt kịp với hắn, thằng phía trước dí sát mặt nhòm vào trong xe, thằng phía sau khua khua cái xích chó ra hiệu dừng xe lại, như sẵn sàng đập mạnh vào kính cửa xe, dừng lại, dừng lại, hắn tái xanh mặt, mắt đỏ long sòng sọc, kinh hãi không còn đủ dũng khí để nghĩ mình sẽ làm gì làm gì vào lúc này, phía trước vẫn những ổ gà xe sóc lên liên hồi. Nhìn đồng hồ xe lúc này chỉ còn có thể đi được chưa đến 40 km trên giờ hắn đang băng khoăn tăng tốc hay giảm, rất có thể phía trước có một bãi đá thì bị kẹt vào đó coi như xong, nên càng lúc hắn càng kinh hãi bên ngoài xe có vẻ hai thằng cướp muốn vượt chặn đầu xe, hắn tiếp tục nhấn nhẹ ga để cố gắng không để chúng vượt, trên bản đồ, đang chuẩn bị hết đoạn cua hắn hy vọng sẽ là lúc tăng tốc được bỗng dưng xe mất hẳn tiếng ồn và hết nhảy lên từng hồi, êm ái trở lại cũng đúng lúc phía trước hắn là một đoạn đường thẳng hung hút. Hắn vội tăng tốc đạt ga hai thằng cướp hụt lại phía đuôi xe, thằng ngồi sau cầm cây sức vụt mạnh vào đuôi xe, nhưng may cho hắn nó vụt hụt. Hắn tốc xe tăng tốc nhanh chóng lên đến 100 km trên giờ khoảng cách nhanh chóng được gia tăng và bỏ lại phía sau hai thằng cướp. Tới 10 phút sau hắn mới hoàng hùng và tin rằng đã an toàn hắn mới giảm tốc để đảm bảo cho các khúc cua của đường D. Giảm tốc dần về 70 km trên giờ có lúc cũng về 50, 40 km trên giờ cứ khi phải giảm tốc là hắn cảm giác thiếu an toàn, nên ngay khi thoát các đoạn cua là hắn lại tăng tốc hết sức có thể, bỗng có một đốm đỏ phía trước. Chắc hẳn là phản quang của một chiếc đèn xe tay ga cỡ lớn ven đê nhưng nó đang không chuyển động mà được dựng chân trống giữa. Gần đó là một con đường bê tông rẽ nhánh xuống ra khỏi đê và một cái nhà máy bằng. Chắc hẳn là nhà hộ đê, lúc này đã có ánh đèn cao áp đèn đường nên kịp nhận rõ đó là một cặp tình nhân họ đang ngồi trên yên xe hôn nhau gã trai vòng ôm eo người phụ nữ tóc dài buộc ngang lưng. Cả hai đều mặc áo khoác màu đen, ồ, họ đang hôn nhau trong đêm, thật lãng mạn. Hai người đang hôn nhau, xua tan đi cảm giác sợ hãi của hắn. Hắn cũng đang nghĩ sao không vào trong nhà kia mà ôm ấp cho ấm nhỉ. Mưa chỗ này cũng lất vất nhẹ gió không còn mạnh như lúc trước. Quẹt quẹt, cần gạt mưa tự động lại vắt ngang dọc kính trắng gió, hưởng được một lúc đoạn đường có đèn cao áp rồi bầu trời cũng lại tối thu như lúc trước. Giá như cả con đê này người ta làm đường cao áp thì an tâm biết bao nhiêu. Lúc này hai bên đường không còn thấy có tre nữa mà cả hai bên đều là cánh đồng phía xa xa là dòng sông đang lặng lặng trôi, rồi lại tới rặng phi lao xào xạc. Xà. OMG, điều này không hề thú vị hắn cần lúc này là đường phải thoáng hai bên là cánh đồng thì cảm giác an toàn sẽ tốt hơn, nhưng không thể hiểu nổi cứ liên tục có các hàng cây che khuất tầm nhìn, hắn có cảm giác sẽ có đám cướp có thể xông ra bất cứ khi nào, phía xa xa có vẻ có một cây cổ thụ cây gạo thì phải tại sao nó lại trơ trọi ở đây nhỉ? Hắn nghĩ, huỵt, ôi trời! một bóng đen xì trên cành cây gần mặt đất vụt lao xuống gốc cây hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi dựng tóc gáy đạp thóc ga lao về phía trước lúc này hắn chỉ nghĩ được một điều thúc ga và chạy bỏ mẹ chợt hắn thốt lên là bởi vì phía trước có một ánh sáng chói lòa rọi ngược vào xe hắn một tia sáng sáng hơn cả đèn pha của hắn không không phải một tia mà hai tia sáng rọi thẳng mặt hắn cùng lúc đó có một bà già đứng ven đường đang che mắt nhìn về xe hắn tay cầm chiếc gậy chống xuống mặt đất hắn buông xuôi không thể không giảm ga vì quá chói buộc phải tắt đèn pha hắn mới nhận ra rằng có một chiếc xe ô tô đi ngược chiều đang tiến quá gần. Nó đang vội vã rung rẩy vụt qua hắn, hắn cũng vụt qua cả bà lão, hắn khó hiểu nghĩ vẫn vơ. Mà cho đến giờ thì hắn cũng không thể hiểu được tại sao có sự tồn tại của một bà lão tóc bạc phơ ở đó vào đêm tối mưa gió lạnh buốt, Mà hình như chân bà ta và chiếc gậy cũng không hề chạm mặt đất, cuối cùng thêm gần 20 phút nặng nhọc đêm tối nữa qua đi. Trên bản đồ cũng xuất hiện cầu Thanh Trì, đã đến đê văn giang phía xa xa là cả quãng đường sáng rực đèn cao áp ngoài trời hắn thở vào nghĩ bụng phải rẽ ngay về đường văn giang đường dân sinh để lên cầu thanh trì chứ không đi đường